Chào các bạn, hôm nay bài thử.com sẽ biểu diễn cho các bạn một trò ảo thuật. Đó là bạn đánh lá bài V1. Ok, bây giờ mình sẽ nhờ một bạn khán giả giúp mình trong trò ảo thuật này. Ok, chào bạn, thì ở đây mình có một bạn lá bài như thế này. Tỉ xì tới già, tỉ xì tới già, tỉ xì tới già 52 con tất cả. Ok, công việc của các bạn bây giờ là hãy nghĩ một con bất kỳ trong 52 con này. Okay. Bất kỳ con nào. Xong chưa? Bạn có muốn đổi ý không? Không. Bạn người giống đầu thôi nha, để nói cho mình biết. Ok, bây giờ bạn sẽ giúp mình việc này. Hãy coi xem trong thấu thể này có con bài bạn nghĩ không? Có, ok. Tấm này có không? Không. Không có, ok. Tấm này có không? Có. Có, ok. Tấm này? Không. Không, ok. Tấm này? Không luôn. Không, ok. Tấm này? Không luôn. Ok. Tấm này? Có. Tấm này? Không. Không, ok. Thì như bạn thấy đó, bạn chọn con, bạn nghĩ con nào mình không thể biết được. Đó là bạn nghĩ nhưng mà mình không thể nói cho mình biết. Bây giờ mình sẽ gọi phải như thế này. Sẽ đoán được con bài bạn chọn đó chính là con già rồ. Đúng rồi, sao hay biết hay vậy. Ok, và đó là bài ảo thuật này. Cảm ơn các bạn đã xem.